nó khó. Còn làm thì nói chung là chúng ta đều lớn rồi, chúng ta phải chịu trách nhiệm giữa cái sở thích, cái cách chúng ta làm và chúng ta làm ra sản phẩm thì chúng ta bán cho ai, chúng ta làm cách nào để khi chúng ta làm một sản phẩm chúng ta bán được ra thị trường có giá nhất có thể. Chứ còn bây giờ các ông mua tôi 101 hoặc 150 một cây mộc hương kia, xong các ông bán lại cho tôi 80 thì tôi vỗ tay đen đét luôn. Cây vẫn ở đây, tự nhiên có thằng ngu nó lại mua cây 101 xong bán cho mình 80, tự nhiên mình lãi lãi ra 30. Cứ hỏi bảo là cây này bao giờ thì bán được, bán thì bán luôn này, nhưng lỗ chấp nhận lỗ thì là bán được luôn. Mấy cả nói chung là có lãi về là các bạn bán được lẻ luôn, nhưng nó mất công, tốt nhất là về chồng cũng phải 2 năm. Còn cái thị trường mộc hương thì theo như tôi nói thì nói chung là tầm 3 năm, 2, 3 năm thì nó vẫn thoải mái. Nhưng mà sau đấy 5 năm thì chả biết thế nào. Chả biết thế nào. Tại vì nói thật ra nó cũng không phải do cung cầu, nó do thói quen. Rồi xong rồi mai sau thằng đầu trâu mặt ngựa nào đấy nó lại ăn no ăn bẫm từ mộc hương, ăn no ăn bẫm từ 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 hoa lan, nó lại chuyển ra nó đẩy mẹ cây trinh nữ, tức là cây cất nợ, xong rồi cây xoài cây gì gì nó đẩy mẹ nó lên. Bản thân cái ngành cây cảnh của mình ấy, nó chỉ vo vo tròn tròn trong bao nhiêu cái giống cây ở bản địa, nhưng mà cứ mỗi năm nó lại đẩy một vài cây lên, xong rồi sau khoảng 3 4 năm nó hết sốt rồi hoặc là nó hết giá cao rồi, nó lại đẩy một vài cây vớ vẩn lại lên kiểu vậy. Tôi vẫn mấy năm nay nó toàn thế, mà nó quay quay quanh 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 vài cây, xong rồi năm sau nó lại xuống, xong rồi lại đẩy vài cây này, xong rồi lại xuống lại đẩy vài cây này. Có nhiều ông bây giờ bảo là theo Tuân mà nói bây giờ là chú trồng là gọi là cây dâm mụt vàng két, là 2 3 năm sau là chú đôi gọi là chú cưỡi sóng đấy, chú tạo ra con sóng chú cưỡi, trong 2 3 năm sau biết đâu nó sốt mình bán được, mình gọi là mình đi trước thời đại xuống cái nhà con. Chứ còn bây giờ mà chờ mà làm cùng một cái gì đấy là cái cách mà mình làm, cách mà các ông ấy làm. Nói chung làm cái gì cũng thế, phải suy nghĩ làm, nhưng mà nếu mà mọi người có cái tư duy thì nó vẫn càng tốt hơn. Chứ còn nếu mà không có tư duy mà cứ nghe người nọ nghe người kia xong rồi là tốt nhất là chửi cái thằng ấy là tổ tổ sư ban giống. Như tôi có dám chắc một điều gì đâu, tôi không dám chắc điều gì, tôi chỉ biết là mộc hương bây giờ giá nó như thế đấy. Có ông nào ông dám mạo hiểm đó, ông biết ngay, ông bảo giá bây giờ nó cao như này tao cứ trồng khoảng 2 3 năm vừa chơi vừa, nói chung là cứ bây giờ mà tao cứ mua 150 mà 2 năm nữa tao bán 150 cũng được, vừa chơi vừa thế nọ thế kia, chứ nó không có chuyện là bây giờ lấy 150 xong rồi 2 năm sau vẫn cũng bán 100, tự nhiên lỗ mẹ 50 lỗ mẹ 2 năm thì không có chuyện ý. Mà nói chung là trồng cây gì cũng thế, bây giờ ví dụ 150 thì 2 năm sau, nói chung là mọi người rút trong tầm 2 năm là hợp lý. Tại vì bây giờ các cái ông ấy vẫn còn đang trồng những cây nhoi nhoi như thế này, 2 năm sau nó chỉ lên như thế này. Lúc bây giờ mọi người đang trồng cây này rồi, sau 2 năm sau nó đã gốc nó tầm ngón tay à ngón chân cái rồi. Lúc ấy mọi người rút thì đẩy những ông ấy còn ham hố mua ở của các ông. Giống như bây giờ cũng thế, bây giờ các ông đang trồng cây hà một gang tay như này, năm sau nó là cây như thế này, đẩy những ông còn lúc ý bây giờ mới nào vào thì ông muốn mua cây nhớ. Trong cái việc mà mình bảo mọi người làm cây cây làm giàu cũng thế, nếu mà bây giờ mà các ông mà mua cái giống ví dụ như là bưởi đỏ mà bên Trung Quốc về, xong các ông trồng mút mùa 5 năm sau nó mới bắt đầu ra quả, mọi người đi bán quả, thì tôi bảo là bây giờ cái thị trường cây giống ý nhá phải phụ thuộc bên Trung Quốc. Mọi người cứ mua cây giống về xong rồi trồng cây nó choai ra, xong rồi cắt mắt, xong rồi ghép một loạt vào bưởi, đầy người người ta muốn mua giống, nhưng mà làm gì có giống, toàn phụ thuộc bên Trung Quốc thôi, thì cũng chấp nhận là mang tiếng là tổ sư thằng bán giống thôi, nhưng mày muốn mua thì bố cung cấp cho mày, mày thua mày thất bại là do mày. Chứ còn tao bây giờ tao bảo mày thích mua, ngày xưa cũng thế, cách đây 1 2 năm thì bưởi ruby như thế, mày thích mua bưởi ruby, tao có bưởi ruby, mày mua thì mua, không mua thì thôi, giá như thế nào mua được thì mua, mai sau mày trồng mà không bán được cho ai cái bưởi ruby thì mày lại chửi tao là tổ sư thằng bán giống kiểu vậy. Còn giống như bây giờ bạn các bạn trồng mộc hương và cây nó mà bằng gang tay này này 10 15 phân, sau đấy cây 1 năm 2 năm thì nó tầm 1 mét hay hơn mét, thì sau 2 năm đấy vẫn đầy những ông gọi là ông ối rồi ôi, ông mới bắt đầu mới biết mộc hương, bắt đầu lại bảo là cây mộc hương choai để tôi nơi nuôi về tôi trồng thế nọ thế kia. Sau đấy 2 năm nói thật ra là 3 năm 2 3 năm thì nó vẫn chắc chắn được, vẫn chắc tốt được, sau khoảng 5 năm 7 năm thì mình nói thật ra không dám chắc một cái điều gì cả. Nó còn do thứ nhất là cung cầu thị trường, thì cung cầu thị trường nói thật ra 5 năm nữa cũng chả thấm gì so với các loại khác cả, riêng mộc hương. Nhưng mà nó còn một cái nữa là nó tai hại nữa là do cái thị hiếu, nó do cái người Việt mình cả thèm chóng chán nữa đấy. Chứ còn nói thật ra nó không phải là do cung cầu thị trường, cung cầu thị trường thì nó vẫn đang quyết định, thì nói thật ra 5 năm nữa mộc hương nó chả thấm vào gì vào đâu,
với cái nhu cầu của người chơi bây giờ. Nói thật, mẹ cái làng này, cả làng này được mấy người? Tôi nói thật, các ông cứ, các ông nào mà biết về mộc hương nhá, ông cứ nhìn cái làng của nhà các ông đi, ông đếm trong cái làng của nhà các ông có bao nhiêu cây mộc hương. Bây giờ mà mỗi nhà trồng một cây mộc hương là hết sạch mộc hương ở Việt Nam luôn. Tôi nói sợ mọi người không tin, mọi người cứ thử đi dạo một vòng quanh cái làng của mọi người xem bao nhiêu cây mộc hương ở trong cái làng của mọi người. Làng tôi gọi là cũng là các ông cũng đầu trâu mặt chó lắm ấy, nhưng mà mỗi người chỉ chơi kiểu dạ yến thảo với đồng tiền thôi.